Xin kính chào anh em đã đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Và hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về một chiếc lọc Equalizer của hãng Lode, có model là HGE-22. Thì với chiếc lọc này thì nó sẽ có thiết kế là hai dải đèn nước khá là đẹp nha. Và cái size của nó là chiều ngang của nó là 370mm nha. Size 37 và chiều sâu của nó là 325mm nha. Và chiều cao của nó là 90mm. Và nó sẽ có thiết kế là hai cái dãy chỉnh equalizer riêng biệt ở kênh trái và kênh phải, với cái tần số của nó là thấp nhất là 32 và cao nhất là 16 kg, 32 Hz, 80, 200 Hz, 400, 1 kg, 2 kg, 4 kg và 8 kg. Thì ở bên cái cần bên tay trái ha, thì nó sẽ có hai cái cần thì nó bị gãy cái đầu phía ngoài, nó vẫn điều chỉnh được nha anh em. Anh em vẫn kéo lên kéo xuống bình thường hết nha. Còn lại là bình thường hết. Rồi bây giờ em sẽ test một đoạn thanh để anh em có thể thưởng thức về cái chất âm của chiếc lọc khi mà có lọc equalizer thì chất âm nó như thế nào và không có lọc nha. Và đầu tiên thì là âm thanh không có lọc equalizer nha anh em. Sẽ thấy là nó sẽ tăng cường cái chất âm của cái bộ dàn của chúng ta lên rất là đáng kể nha, và đặc biệt là hai cái dãy đèn nước nháy cũng khá là đẹp nha. Nó bao gồm là 9 kênh tần số mỗi bên nha, và một cái cần cuối cùng đó là chỉnh cái biên độ hiển thị nha. Chức năng là tắt mở effect nha, mở lọc nha. Đây nó bị là một cái cần này ha, bị ảnh hưởng cái đầu chút xíu, vẫn kéo lên kéo xuống được nha anh em. Lọc equalizer, hai cái dãy đèn nước nha, trưng bày khá là đẹp nha anh em. Size 37 nha. Đây là thông số của nó nè. Hitachi, model là HGE-22, made in Japan luôn nha, lọc Nhật luôn, Nhật xịn nha. Và đây là cái cổng in nè, equalizer in nè, rồi equalizer out nè, out lên âm ly nè, cái này là nhận âm thanh vào. Và với cái lọc này thì nó sẽ cải thiện cái âm thanh của cái bùi vàng của chúng ta rất là đáng kể nha em. Thì như ban đầu em đã test rồi, chắc âm rất là sáng tiếng nha. Và với cái hay cái dãy đèn nước thì anh em trưng bày cũng khá đẹp. Và với cái lọc Lode HGE-22 thì em sẽ bán với giá là 1.900.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh em, một cái giá là cực tốt luôn để cho anh em chơi. Thì xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Nếu như anh em yêu quý mà chưa đăng ký thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.